Hello anh em, hôm nay là ngày 23 tháng 3 thì bên dụng cụ cầm tay NT cũng mới về những cái con máy trẻ mộng nè anh em. Thì cũng như đã lâu rồi thì anh em cũng hỏi mình, hàng mình cũng chưa kịp về để phục vụ cho anh em ha. Thì bữa nay mình về được hai con, là máy này là có công suất lớn nha anh em, lưỡi là tới 382 lận, cái lưỡi trung tâm là lưỡi 382 ha. Rồi thì mình cũng không có làm mất cái thời gian của anh em. Thì anh em nào nếu mà có chốt hàng được bên mình á, thì số điện thoại mình là 0914 711 438 nha anh em. Mình là tên Tình. Thì cũng như là bây giờ mình cho anh em cũng như là biết luôn là cũng như là mua hàng á, cách thức mua hàng bên mình á, là anh em phải chuyển khoản cho mình, rồi lúc đó mình mới ship hàng đi cho anh em nha. Thì anh em cũng thông cảm, tại vì mấy cái máy này rất là lớn, rất là nặng. Rồi bây giờ mình sẽ vô một cái chi tiết, một cái con số 1 máy trẻ mộng Akita ha. Con này nó có một cái model là 5500B đó, cũng như là 5.500 anh em ha. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 7 triệu đó, 7 triệu. Thì bây giờ mình cũng báo một cái trọng lượng máy cho anh em luôn. Trọng lượng máy này là nó có là 151 kg nha anh em đó, cũng như là trọng lượng máy là 151 kg. Thì nó sử dụng lưỡi là lưỡi trung tâm là lưỡi 382, còn hai cái lưỡi đó, hai cái lưỡi này, hai cái lưỡi 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 cắt ngang là lưỡi lưỡi cắt ngang là lưỡi 203 anh em ha. Đó, lưỡi là lưỡi cắt ngang là lưỡi 203 ha, còn lưỡi trung tâm của nó là lưỡi 382. Rồi thì cũng như là ngoại hình máy là cũng như là nguyên zin đẹp nhẹ nhàng anh em ha. Đó, nhẹ nhàng hết đây. Rồi ở đây là cũng như là mình sẽ chỉnh ra chế độ mâm kẹp của nó ha. Đây, cái mâm kẹp của nó rất là nhẹ anh em nhìn nè, nó quay rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi kế tiếp là cũng như là cái này là anh em lưu ý là một cái thước bên đây đó, cái thước bên đây là nó chỉ về số 0, là anh em cứ cắt cái mộng mà mộng trung tâm nha. Còn mà nếu mà anh em mà nếu mà muốn cho cắt mộng mép thì anh em chỉnh qua một cái bên đây đó, cái này là cắt mộng mép nha anh em ha. Đó, cái máy này nó rất là tiện lợi đó, anh em thấy không, cái này là cắt mộng mép ha. Rồi bây giờ mình trở về vị trí trung tâm đi, rồi mình sẽ test luôn cho anh em xem. Đó là vị trí trung tâm, là cũng như anh em thấy cái mũi tên này chỉ ngay số 0. Đó là cũng như là anh em là trẻ mộng trung tâm ha. Còn cái này á, đây, còn cái cần này á là anh em nè chỉnh nè, chỉnh ra chỉnh vô, anh em muốn cắt cái mộng trung tâm là bao nhiêu đó ha, là anh em cứ chỉnh thôi. Đó, đây bên kích thước bên đây ha. Đó, cắt mộng cũng như bông mộng bao nhiêu là anh em cứ chỉnh theo tần số nó là anh em cắt thôi. Ok, rồi bây giờ cũng như là mình cũng đã quay một cái mâm kẹp của nó rất là trơn tru, rất là nhẹ anh em. Rồi bây giờ kế tiếp nữa là mình sẽ cho anh em xem một cái lưỡi của nó. Đây, lưỡi của nó là hợp kim, còn rất là đều luôn ha, hợp kim còn rất là đẹp. Đây nè, cái lưỡi này về cũng như là vệ sinh là cũng như là trắng tinh luôn anh em ha, cũng như là mình để hàng nguyên bản để mình phục vụ cho anh em đó. Lưỡi này mà giờ anh em đánh lên, đánh dầu lên cái là sáng trưng hết, hợp kim là còn điều rang rất là bén nha anh em ha. Đó, mình quay sơ lược qua cho anh em xem một cái lưỡi của nó luôn ha. Đây, lưỡi của nó là hợp kim là còn rất là đều mà cũng rất là bén luôn nha anh em đó. Ok nè anh em, cái máy này thì nó có trọng lượng là 151 kg nè, nó căng tại Nhật luôn nha anh em. Đó, nó căng tại Nhật luôn là 151 kg. À, thì đối với lại cái máy mà trẻ mộng số 1 này mình có giá bán cho anh em với giá là 7 triệu nha anh em. Thì anh em tính ra 151 kg mà tính ra một cái máy này theo mình tính là 1 kg chưa được 50.000 kg anh em, nó khoảng 4 mấy ngàn ký à. Đó, rất là rẻ luôn ha, đối với lại cái máy trẻ mộng này. Rồi kế tiếp là một cái cần ha. Đây là cái này là cái bên anh em mà muốn cắt mỏng mép thì anh em cứ chỉnh ở đây.
đó, mỏng mép ha, lưỡi ra vô một bên nè, đó này là ra vô một bên nha anh em. Nếu mà anh em mà thấy mà nếu mà đúng đúng cái tầm cắt của mình rồi thì anh em cái cần nè, đó cái cần này anh em phá luôn, đó anh em phá luôn là lúc đó là cái lưỡi mình nó giữ đứng lại, là lúc đó cho anh em cắt ha. Còn mà nếu mà anh em muốn chỉnh lưỡi thì anh em xả cái tay cầm này ra, là lúc đó là anh em chỉnh, đó xả tay cầm này ra là anh em chỉnh thôi, rất là ok luôn ha. Rồi làm cái con như là một cái bằng bên đây, rồi cái tiếp cái bằng bên đây cũng vậy, là nó cũng tương tự như bên kia đó anh em thấy không. Cái đồ nó rất là nhẹ anh em, rất là nhẹ, rất là trơn tru luôn, anh em về làm rất là sướng ha. Đó ti bọng đồ rất là nhẹ đó. Rồi anh em nếu mà thấy đúng tầm rồi anh em nhắn vô là phá lại ha. Đó còn mà nếu mà anh em mà cắt mỏng trung tâm thì anh em chỉnh hai cái cần này cho đều đó, hai cần này cho đều ha, đó hai cần này cho đều, đó hai cần này cho đều là lúc đó là anh em cắt thôi. Ừ, chỉnh hai càng này cho đều ha. Ừ, thì ở đây là nó có cái cử nè, nó có cái cử để canh nè, đó có cái cử để canh luôn ha. Chẳng hạn như mà anh em mà cắt mà nếu mà chết về một mỏng thì anh em xả hai con ốc ra để anh em kẹp cho giữ cái trụ cho nó cứng lại, là lúc đó là anh em cắt thôi. Còn khi nào mà anh em mà muốn cắt mỏng khác thì anh em cứ xả hai cái con ốc cử này ra, là lúc đó là anh em chỉnh theo cái tì theo cái thông số của anh em thì anh em cắt. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thao tác, mình sẽ cắt thử một cái máy này cho anh em xem. Thì bây giờ mình sẽ đọc những cái thông số của máy luôn đó. Mình đã cho anh em xem một cái ngoại hình hết rồi, có nghĩa là đầu tiên là mình sẽ thử mấy cái ti đó, mấy cái ti trượt của nó cho anh em xem, rất là nhẹ nhàng đó anh em thấy không, ti của nó rất là ok, rất là ngon nha anh em, rất là nhẹ. Rồi thì con này thì nó có cộng dây là theo máy luôn, cộng dây này theo mình nghĩ là cũng tầm chắc cũng cỡ chục mét á, dây này theo máy luôn, riêng theo máy nha anh em. Đó rồi bây giờ kế tiếp là mình sẽ đọc một cái thông số cho anh em. Rồi con này thì nó có thương hiệu là Makita ha, model của nó là 5500, là cũng như là 5500B ha, 5500B. Nó sử dụng điện là 100V, công suất của nó là 14A. Đó là nó tương đương là 1350W nha anh em, tương đương 1350W. Rồi con này thì nó có tốc độ là 1250 vòng trên phút, 1250 vòng trên phút ha. Rồi cái lưỡi nè, anh em nhìn lưỡi nè, lưỡi trung tâm nó là lưỡi 380. Rồi lưỡi mà lưỡi cắt ngang á, lưỡi cắt ngang là lưỡi 203. Ok rồi bây giờ sau đây mình sẽ cắm điện vô, mình test máy luôn, test cái máy chẻ mỏng số 1 này luôn cho anh em xem. Xả dây ra. Rồi thì bữa nay giống như là mình cũng có thêm một cây cưa trượt nè. Đó cây cưa trượt này là của Hitachi anh em. Đó con này là C8 ha. Con này nó có model là C8FB. Đó thì con này á, là cũng như là nó chỉ là cắt nghiêng được 45 độ, còn chế độ xoay mâm là không có nha anh em, riêng của nó là vậy, chế độ xoay mâm không có, cũng như là chế độ là nghiêng 45 độ thì có ha. Nó sử dụng lưỡi là lưỡi 216, anh em nào mà có nhu cầu lấy thì mình để cho anh em 1.800.000. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem. Đây rồi, ở đây có hai cái nút on off anh em, nút xanh là nút on, nút đỏ off lại. Rồi bây giờ mình nhấn cái nút on cho nó chạy ha. Đó, anh em thấy không? Ở trên nó có cái cử trung tâm nha. Ở trên nó có cái nút đo, đo không như là đo trung tâm luôn. Đó. Ở trên nó có nút đo trung tâm luôn ha. Hiện giờ mình cái lưỡi mình đang đi là vô là cắt mỏng trung tâm. Ok máy móc cũng như hoạt động rất là êm ái luôn anh em. Rồi bây giờ tiếp tục là sau đây là mình sẽ cắt thử vài đoạn gỗ cho anh em xem. Thì cái đoạn gỗ này nó bị như vậy rồi, không giờ mình đổi điện đi, cắm qua đi, còn ấu chui nữa không. Rồi bây giờ mình sẽ cắt thử cái này ha, cắt
cho nó đứt cái ngang này rồi cái đó mình đưa vô mình chẻ mộng cho anh em. Rồi thì đối với lại cái cây cưa mà Hitachi C8FB này á, thì con này thì mình có giá bán cho anh em với giá là 1,8 triệu nha. Sử dụng lưỡi là lưỡi 216. Đó, lưỡi nó rất là đẹp. Hợp kim là đều ren. Lưỡi khích cắt cũng như là anh em cắt cái đường cắt rất là mịn. Đó, lưỡi rim theo máy luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cắt cho anh em cắt một đoạn hai đoạn cái đó. Đó mình đưa vô máy chạy mộng mình cắt test cho anh em ha. Quá ngọt. Thì đối với này cái cưa Hitachi này á cũng như là chức năng là cũng như hoạt động khá là tốt luôn nha anh em. Tuy có như tuy của nó rất là nhẹ, trượt rất là nhẹ, mà cái lưỡi của nó là hợp kim là đều ren, cắt cái đường cắt rất là ngọt luôn ha. Con này thì nó có chế độ nghiêng 45 độ, không có xây mâm, thì mình có giá bán cho anh em với giá là 1,8 triệu nha anh em. Rồi bây giờ mình đã cắt được một cái đoạn ngang rồi, bây giờ mình sẽ đưa vô mình vô cái máy chẻ mộng rồi mình cắt cho anh em xem. Đó, đó, mình bây giờ mình cắt một đoạn cho anh em xem ha. Rồi sau đây là mình sẽ cắt. Quá ngọt anh em. Ồ anh em thấy không, cái lưỡi của nó nè, anh em thấy không, cắt rất là mịn, cắt y chang như bầu luôn. Đó, cắt rất là đẹp luôn, láng o luôn. Đó, cái này là anh em đưa vô là anh em bỏ vô rất là ngon ha. Đó, đây anh em nhìn nè, rất là chuẩn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cắt lại một đoạn nữa rồi cái mình test thêm một cái mộng mà cái mộng mà mộng ngang ha. Ok, quá ngọt. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chỉnh qua chế độ cắt mộng ngang. Đây. À bây giờ mình nói ví dụ là cho 3 phân đi ha. Đó bây giờ mình cho 3 phân đi. Mình đưa vô. Đó mình đưa vô. Đưa vô máy của mình. Rồi để lên đi. Để lên. À, cắt bằng ngang ha. Đó bây giờ là giống như là mình đang chỉnh chế độ 3 phân nha nè. 3 phân đi, cho 3 phân đúng đi. Đó. Rồi sau đây mình sẽ thao tác mình cắt cái mộng ngang cho anh em xem. Đây chuẩn mực luôn anh em, em thấy không? Đó mình chỉnh chế độ này là 3 phân ha, là nó cắt là y chang luôn, là chuẩn mực ha, rất là đẹp. Ok, quá ngon anh em ơi. Rồi thì bây giờ mình cũng như là máy này thì anh em cứ mọi vấn đề là cũng như là đều hoạt động tốt hết ha, cũng như là anh em cũng như là ti đồ các cái hoặc là ti kẹp nó cũng vậy ha, mấy cái ti kẹp, mấy cái bàn kẹp nó cũng vậy, là cũng như rất là nhẹ, rất là trơn tru. Thì đối với là máy này nó cũng như hoạt động khá là tốt anh em. Rồi bây giờ sau đây là mình sẽ báo giá lần cái con số 1 máy chẻ mộng Makita, nó có model là 5500B ha, 5500B, giá là 7 triệu nha anh em. Giá 7 triệu. Là giá này là cũng như là mình bán là cũng như là anh em chuyển khoản mình giao hàng nha. Mình không bao gồm phí ship đó nha, phí ship là anh em tự trả. Cũng như là mình sẽ nói rõ cho anh em để anh em dễ chốt hàng ha. Rồi ok, bây giờ mình tiếp tục qua một cái con số 2. Đây, số 2 này, con này là của hãng Hitachi anh em. Hitachi. Máy rất là đẹp, lưỡi trung tâm cũng là 382 luôn. Còn cái hai cái lưỡi cắt ngang, hai cái lưỡi chẻ ngang là lưỡi 203. Đây, rồi bây giờ mình sẽ cho anh em vô chi tiết xem một cái ngoại hình con số 2 luôn. Đây, đầu tiên là mình sẽ cho anh em xem chi tiết là cũng như là cái bàn kẹp của nó ha. Đây, bàn kẹp của nó rất là nhẹ nhàng ha. Đó, rất là nhẹ nhàng.
Đó, rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi, còn cái này rất là nhẹ luôn anh em. Đó anh em thấy không? Mình nắm mình quay vậy là nó chạy ra. Cũng như là mấy cái cây mà bàn kẹp này rất là ngon ha, rất là trơn tru, rất là nhẹ. Rồi, một cái này là cũng như là cái quay lăng lớn á, là nó để nó kẹp một cái mộng kẹp cái bát trung tâm đó. Còn một cái bánh trứng, cái quay lăng nhỏ ha. Đó, cái quay lăng nhỏ là cũng như là để anh em chỉnh mà chế độ mà cắt ngang mộng ngang ha. Đó, cũng như là đây đó, cắt mộng ngang nè, thì mình sẽ cho anh em xem luôn đó. Cắt mộng ngang này thì ở trên đây nó có cái thông số là nó tới là 5 phân nha anh em, 5 phân ha. Đó, 5 phân. Rồi mà anh em mà muốn cho về tới mà mộng trung tâm á, thì anh em trả về cho vị trí là số 0. Đó, thì con này á, thì nó nằm ở trên cái cốt răng luôn ha. Đó, cái thước của nó. Đó, anh em thấy không? 3 phân, 4 phân rồi đó. Đó, qua 5 phân hết ha. 4 phân à, con này 4 phân à. Đó, 4 phân ha. Rồi bây giờ mình chỉnh vô. Chỉnh vô hẻn, chỉnh vô cho ngay số 0. Rồi, bây giờ mình cái phần đó là cũng như là trơn tru rất là nhẹ rồi. Thì bây giờ sau đây là kế tiếp là mình sẽ cho anh em xem một cái lưỡi của nó. Chỉnh ngay số 0. Không đây nè. Rồi cho anh em xem cái lưỡi nó ha, và cho cái thông số nó luôn. Đây. Lưỡi của nó anh em nhìn nè, còn rất là ok, rất là đẹp nha. Hợp kim màu điều ren. Đó. Rồi còn cái này á, là cái này á, là cũng như cái này á, nó kẹp rất là khít anh em. Cái độ mà khít, cái độ mà nó hai lưỡi mà nó sát lại á ha. Hai lưỡi trung tâm mà nó nhập nó sát lại á là rất là khít. Đây, mình sẽ cho vô luôn. Đó, anh em thấy không? Có một phân một rồi. Đó, có một phân một thôi. Nếu mà con này anh em mà cho vô chút xíu nữa vẫn được, cho vô thêm 5 ly vẫn được, anh em xả hai con ốc cử này ra. Hai con ốc cử này ra là anh em sẽ cho vô thêm cỡ chừng 5 ly nữa được. Thì cái máy này nó cho phép là cái độ hở của nó là khoảng cỡ chừng tối đa là khoảng 5 ly anh em ha, tối đa phải 5 ly. Rồi, xả ra ha. Ok. Rồi, kế tiếp là phần thông số đi ha. Phần thông số. Con này á thì nó sử dụng motor nha anh em. Sử dụng motor thì nói đối với là mấy nó sử dụng motor như vậy á thì anh em xài rất là sướng, rất là thoải mái luôn ha. Đó, con này hiện bây giờ là nó xài cái motor của Hitachi luôn. Đây, motor Hitachi ha, nó có cái logo Hitachi và chữ Hitachi là đóng dưới. Đó, Tokyo Raban, nó sản xuất tại Nhật luôn. Thì con này nó có cái thông số như sau, là nó là công suất của nó là 2.2 kW, là nó khoảng 3 ngựa. 2.2 kW 3 ngựa nha anh em. Thì cái 4B này á là nó tô chậm. Đó, 2.2 kW 4B. Đó, tô của nó là tô 1400 và một tô nó 1700 ha. Đối với lại vòng tua, đối lại vòng tua 50 hạt á, 50 hạt thì nó 1430. Thì bây giờ ở đây mình tính cho 50 hạt đi ha, mình đừng có tính cái 60 hạt là làm cái gì, tại vì cái tầng điện của mình ở đây là 60 hạt là nó bị lệch ha. Đó, mình tính 50 hạt đi cho nó chẳng, là 1430. Đó là motor nè anh em, như nè, rất là liền lạc, rất là chắc chắn. Motor của Hitachi ha. Rồi, kế tiếp là ở đây mình sẽ báo cho anh em xem luôn. Đó, thì ở đây nó có nhiều cái đường cắt lắm anh em ha. Lưỡi của nó là lưỡi 345, lưỡi trung tâm. Còn lưỡi cắt ngang là lưỡi 203. Đó. Rồi tính ra cái lưỡi trung tâm á, thì nó cắt từ 0 cho tới 120 mm. Còn mà cái lưỡi cắt ngang thì nó cắt được 300 mm. Đó, là khoảng 300 mm là 3 khoan. Ấy.
300ml nó ba tắc rồi, đâu không phải nó xóa đi, cái này không phải. 300ml nó thuộc gì ba tắc rồi, 30cm rồi. Rồi đây nè anh em, sẽ để thông số này ha. Đó. Rồi thì đối với lại cái máy trẻ mộng Hitachi này, nó có model là 1000B ha. Đây, 100B. Đó. Rồi, bây giờ ở đây thì cũng như là mình cái máy này thì mình không có cái điện ba khoa. Thì bây giờ mình sẽ đấu tụ vô. Đó, đấu tụ vô để mình test cho anh em xem. Ha. Đó, để chỉ đấu tụ vô test cho anh em xem thôi. Chứ còn cái này, máy này là máy ba khoa điện 200. Thì cái này là nó đấu là đấu 6 dây nha anh em. Đấu 6 dây về, nếu mà anh em mà có dòng điện 380 thì anh em cứ chiết dây ra là anh em xài 380 luôn. Ha, thì cái này nó dễ, đấu 6 dây thì rất là dễ. Đó, cũng như là anh em cứ chia dây ra là anh em đi lại 380. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem ha. Đó, bây giờ mình đang để cái dòng điện zin đó, mình đấu tụ vô mình test đỡ cho anh em xem. Đó, cắt một hai đường là cũng không có đánh đổi đâu. Hãy cắm lại ha, cắt cái đường ngang là có được. Cắt quá ngọt, cắt như mía cho anh em. Đó là cái con tia trượt này, nó cắt mấy cái khúc gỗ này là nó cắt y chang, nhưng mà cắt mà cắt như mía luôn, rất là ngọt. Rồi kẹp lại không nè, thấy số không đã nằm đây không, thấy số không đã nằm đây không? Đó, rồi kẹp lại. Ok đã, nhìn đó. Rồi, thì đối với lại cái này thì anh em mà muốn biết cái trẻ mộng mà trung tâm hay là không trung tâm thì anh em cũng ở đây là nó có cây thước anh em. Hiện giờ là mình đang bị lệch nè, anh em thấy không? Đang bị lệch ha. Rồi mình sẽ vô mình chỉnh về cho số 0. Đây. Đó, chỉnh về cho một số 0. Là lúc đó là anh em cắt được mộng trung tâm ha. Ý quên, không xóa đi anh em. Cái này là độ hở, cái này cái độ hở của lưỡi nha anh em. Đó, độ hở của lưỡi ha. Đó, đây là bây giờ mình muốn cho hở ba phân thì mình cứ chỉnh lên số 3. Đó, nó nằm lọt vô cái dòng này ha. Rồi mình muốn cho chẳng hạn như 4 phân thì mình chỉnh cho nó lọt vô số 4. Đó, thì đó, cái đó là đây là cái đằng số mà anh em chỉnh cái độ hở của lưỡi trung tâm. Đó, hiện giờ anh em thấy không, nó hở nè, 6 phân nè, ngay chốc luôn á, nó hở 6 phân. Bây giờ mình chỉnh lại cho 3 phân thôi. Đó, chỉnh lại cho 3 phân thôi rồi mình cắt cho anh em xem ha. Đó, chỉnh 3 phân thôi rồi nhả xuống. Đó anh em à, thấy không, rất là nhẹ. Thì ở con này là sử dụng motor 3 khoa 200V nha anh em. Đó, motor 3 khoa 200V. Con này là cũng như cái đường dây nó đi là 6 dây nha anh em, đấu 6 dây. Đó. Rồi, phá đi. Đó anh em mà canh vừa đó cái đầu anh em phá lại cái đầu anh em đưa xuống ha. Rồi cắm điện vô coi. Cắm chưa? Rồi đây là một cái hộp điện của nó anh em. Đó, công tắc on off. Bây giờ mình sẽ cho máy nó chạy rồi cho anh em xem ha. Kỳ vậy. Thì đối với lại cái này là cũng như là tụ này, nếu mà anh em mà đấu mà không không lưu ý là cái lưỡi cưa mình nó sẽ đi ngược chiều nha anh em. Đó, cái lưỡi cưa mình sẽ đi ngược chiều, thì cái ngược chiều thì anh em cứ đảo dây lại, đảo dây tụ lại, cái là cũng như là nó đi thuận dây lại, nó đi thuận chiều lại, thì nó cũng rất là đơn giản thôi chứ không có khó ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhắn vô cho anh em nha.
Đúng. Ok, đúng rồi đó anh em. Đó, cái lưỡi nó chạy như vậy, đúng rồi đó. Rất là ngọt ha. Trời ơi, có nổi không? Rồi, bây giờ mình sẽ cắt một đoạn gỗ cho anh em xem. Rồi, không nổi. Ok, cũng vẫn bình thường. Rồi, bắt lại đi. Lấy điện 220 tấm luôn. Nè, cắt rất là ngọt luôn anh em. Ha, rất là ngọt, rất là mịn luôn. À. Rồi lấy cái ổ kia cắm vào đây, lấy điện 220 cắm luôn. Rồi đưa cắt lại nha. Không ăn điện. Rồi. Buông tay. Buông cái tay. Điện 22 giờ chạy đây. Rồi, rồi, rồi bây giờ mình sẽ thao tác mình cắt cho anh em xem luôn ha. Hôm giờ nãy mình test điện 110V, thành thử ra nó không đủ lực kéo. Bây giờ mình test luôn 220 luôn ha. Test 220 là lúc đó là motor mình nó hoạt động là đúng theo cái công suất của motor ha. Đi rất là đẹp ha. Cái mộng nó trẻ rất là mịn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái mộng mép cho anh em xem. Rồi trước khi chỉnh mộng mép là anh em nhớ xả con chuột chuồn này ra nha. À, xả con chuột chuồn này ra. À, xả con chuột chuồn này ra là anh em chỉnh về cái mộng mép ha. Đây. Cắt cái hai khúc gỗ đó coi. Biết cắt không? Nè mở xả đi. Cứ xả đại 3-4 phân gì đó. Rồi cắm điện này cho. Rồi vậy rồi. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác mình cắt một mép cho anh em xem luôn ha. Rồi khi mà anh em mà chỉnh 4 phân rồi anh em cũng như là tới cái mực thước của anh em cần thì anh em phá cái chuồn chuồn lại ha. Rồi lúc đó anh ship anh em ship cái ship càng vô. Đó. Ship kẹt lại. Rồi lúc đó anh em cắt thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy chạy luôn ha. Bốn phân chuẩn luôn anh em. Chỉnh 4 phân là nó ra cái lỗi này 4 phân chuẩn luôn. Đó anh em thấy không? 4 phân chuẩn mực luôn. Ha, thì cái miếng này cái khúc này là 5 phân. Đó, khúc này là 5 phân ha. 6 phân chứ. Là nó cắt là 4 phân là còn lại 2 phân. Rồi, thì cũng như là mấy cái máy này cũng như là nó hoạt động là khá là ok, khá là chuẩn mực luôn anh em. Ha, ti và mâm kẹp đồ rất là nhẹ nhàng. Rồi bây giờ mình sẽ thông báo giá lại một cái con số 2. Thì nãy giờ mình có tải về cái sản phẩm một cái con trẻ mộng số 2 Hitachi. Thì mình cũng chưa có báo cái trọng lượng của cái con số 2 trẻ mộng này ha. Thì trọng lượng của số 2 này thì nó có là 192kg anh em. 192kg. Đó, nó rất là nặng ha. Mâm là mâm đúc. Thì đối lại con này là mâm đúc luôn. Cái con Makita bên đó cũng là mâm đúc luôn ha. Nhưng mà cái con Makita thì nó nhẹ hơn. Con này là khoảng 41kg. Đó. Thì con này nó chạy motor nó phải nặng hơn rồi.
Rồi thì đối lại con số 2, bây giờ sau đây mình sẽ báo giá lại một cái con số 2 luôn. Số 2 máy chẻ mộng Hitachi. Thì con này nó có công suất là 3 HP, là 3 ngựa nha anh em. 3 ngựa ha, nó chạy motor Hitachi 3 khoa 200. Đó, nó chạy một dòng điện là 3 khoa. Điện của nó là 200 nha anh em. Rồi vòng tua của nó là 1430 ha, 1430. Lưỡi trung tâm của nó là 345, còn lưỡi cắt ngang là lưỡi 203. Đó, lại cũng như là máy này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 9 triệu. Thì tính ra một cái tính ra ký á, kilo á, thì một con này á là nó khoảng tầm 45, rơi tầm khoảng 45.000 ký anh em. Rơi tầm 45.000 ký ha. Đó, thì cũng giá là cũng rất là hấp dẫn cho anh em. Thì cũng như là bữa nay mình có về được hai cái máy chẻ mộng. Mới về tới là mình sẽ lên mình test cho anh em xem luôn. Đó, thì anh em nào mà có cần thì số điện thoại mình là 0914711438. Mình là tên Tình nha anh em. Thì theo địa chỉ, theo cái địa chỉ của mình đó là C12/45 xã Bình Hưng, thì mình tránh thành phố Hồ Chí Minh. Còn mà anh em mà muốn tới cửa hàng mình xem hàng luôn á, thì anh em cứ search vô Google Maps dụng cụ cầm tay NT, thì Google Maps nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình luôn. Rồi sau đây là mình cũng xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em gặp một cái video clip kế tiếp luôn ha.